Ok, xin chào tất cả các bác nhá. Và ngày hôm nay bên em có về được lô hàng đến từ Trung Quốc. À, đây là anh Trung Quốc này. Nghe nhìn Nhân hảo. Ok, đây là nhân vật chính của chúng ta. Một đôi súp và một đôi bát các bác nhá. Bắt đầu có thể review cho các bác chi tiết nhất. Kính chào toàn thể các bác nha. Trước mặt các bác đây là một cặp súp là JBN MR818 và một chiếc. Hiện tại về được một chiếc, về được nhiều chiếc lắm, nhưng mà hiện tại là đang giữ từ trên xe được một chiếc thôi. Bây giờ xe là người ta đang quay đầu, đang anh em chúng em đang giữ dần. Một chiếc này là một chiếc MR series là 926. Đấy, và các bác đã biết rồi, đời MR series nhá hay là các đời gì đấy. Nó kiểu series của nó, mã của nó gần như cái trùng nhau, MR là nó sẽ kê và chồng xếp với nhau được. Đấy, giống như các đời như 47 cái ví dụ như là SR hay là SRX, SR cái chữ X ấy. Đấy, có lẽ nó còn lắc trong xếp theo rất là hợp. Con này thì là chuyên dùng cho các bác nào này sợ dụng tiền tiệc cưới, yêu cầu cái chất lượng âm thanh cực kỳ cao và giá vừa tiền. Đấy, thương hiệu từ Mỹ nữa thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bác. Đây là made in USA các bác nhá. Sản xuất tại Mỹ. Sản xuất tại Mỹ USA ấy. Không phải là nghĩ định hay như nào đấy. Đây anh em sẽ quay ra cho bác xem loa về trước, cô quay cho xương nữa đi. Đây nha các bác nha. Đây, chúng ta sẽ quay trước con loa này. Đây là MR là 926. MR series. Đấy. Series của nó là 14160 này. Đấy. Con này là cao cấp hơn con 826 bác nhá. Con này là 926, nó sẽ hỗ trợ thêm cái cổng lưu trích ở đây. Các đời 9 thì có lưu trích, các đời 8 là dắt 6 ly. Đấy. 6 ly hết. Đây các bác xem nhé, ở đây nhá. Chúng ta có một chiếc là MR818, CD người ta đã dán đèn lên đây rồi. Sử dụng rắc đầu vào là rắc 6 ly. Đấy. Nó đời nó kiểu đời thấp, đời cao, đời nâng cấp, đúng không? Đời 8 và đời 9, con này bát 50. Con này bát súp. Con này là súp 50. Anh đứng đằng trước một vài. Các bác yên tâm, em là lính thôi nhưng em sai chủ với bình thường. Ok thằng em. Đây nha, sử dụng một củ nào bát 50, rất là to. Từ 19-16. Và bên này thì sử dụng một cái tép, cái này em lâu không nhớ mã. Đấy. Một bát 30 và một tép kèm. Bát 30 từ 19-16. Bao zin bao đẹp cho các bác nhé. Bao zin không được đẹp lắm. Zin thì zin nhưng mà có vài cái vết xước này không tránh được. Không, đỉnh cao. Về Việt Nam là xước là nhiều chắc chắn rồi, hôm nào bảo là không xước một tí nào, lấy điệu. Đấy. Nói chung là rất là đẹp. Và tiện đây thì là một chiếc nữa này. Con này là con súp không? Đây này. Súp 838. Đâu, 838. 828. 818. 818 các bác nhá. Sao lộn. Lộn lắm seri quá. Các bác xem là anh em chúng em cung cấp trực tiếp đây này. Các bác ủng hộ anh em chúng em nhiệt tình rồi nhá. Hội đồng Hưng Yên rất nhiều tài cao. Rất nhiều chuyên gia. Khủng khiếp nhỉ? Đóng số rất là cầu kỳ là chắc chắn. Này nếu mà mua đôi này về để nhà là hơi to một chút, nhưng mà bù lại cái chất âm của nó sẽ là đỉnh cao nhất. Và nhìn thấy thôi là JBL xịn thì nó đã khác mấy cái hàng bình thường các bác nhá. Nhưng mà giá thành của nó hơi bị điện cao thế. Nó kiểu nó nghìn đô ấy. Nó không chơi kiểu trăm tiền trăm tính theo đô la USD mà Mỹ mình tính theo đô la. Ok văn đầu ơi, thế là được rồi. Hả đằng nào rồi bóc dài luôn 25 bóc luôn chẳng có thế là ngon rồi. Con này rất là đẹp các bác nhá. Đây là mình chưa vệ sinh thôi. Nếu mà vệ sinh vào đánh là như da em bé luôn. Cái này là da xịn. Da xịn mình lấy đánh giày các thứ mình đánh vào là như xịn luôn. Em cũng có một bán một đôi bát 40 như này nhưng mà dòng 2,2 triệu. Con này nó phải gấp khoảng 10 lần. 10 nào? Hơn 10 lần. 1000 lần. Đây nha các bác nhá, về màng mà còn đẹp nóng nay, ui dồi ôi, keo chỉ tròn xoay à. Nhìn sướng nhỉ? Nhìn nó sướng. Thôi cái này tí phải thao nữa ra. Đây gì nhỉ? Tem này. Cái này về nó vận chuyển. Chả ấy tem. Không, tem này nó vẫn còn đẹp. Con nhìn cái nón gì này nó sướng.
này nó cày được. Con này em... À đúng rồi. Con này không cần phải đắt. Bao hay, bao đẹp. Con nào yếu thì em mạnh mẽ lên. Nhẹ nhàng thôi em ra. Nhẹ nhàng thôi. Hàng này đâu phải... Đuôi này đẹp kìa. Thôi đẳng cấp. Hết rồi, như là còn mấy cái này bóc rồi chưa cân. Cân thôi, có mỗi cái bóc rồi chưa cân. Có cân không? Cân, 5 cân lên. Bắt đầu khoanh quanh mắt. 47 cân. Chắc không? Chắc. À hơn, có thể hơn. À được. 45 cân, 43 cân. 43 cân. Ok, em cũng xin được kết thúc clip tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong clip tiếp sau và review sau cho các bác. Báo giá sau cho các bác nhé.